Sau đây là cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 19 tháng 9 đến 13 giờ ngày 20 tháng 9. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng tính từ 13 giờ ngày 19 tháng 9 đến 13 giờ ngày 20 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca bệnh đã cách ly tập trung, 1 ca bệnh là tài xế về từ thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện qua test nhanh tại chốt kiểm dịch, 1 ca bệnh chưa cách ly số bệnh nhân chữa khỏi bệnh là 93 người. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày là 12.837 lượt. Trong ngày đã tiêm 34.258 liều vaccine, tổng số đã tiêm đến nay là 565.252 liều, trong đó 490.449 người tiêm mũi 1, 74.520 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật các quận và phường vùng xanh tính đến 17 giờ ngày 20 tháng 9. Quận Hải Châu hiện có 7 phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa là Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận, Hòa Thuận Đông. Quận Thanh Khê có 5 phường: Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Giáng, Chính Giáng, Xuân Hà không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà đã được công nhận là quận xanh từ ngày 17 tháng 9, tất cả 7 phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Trước đó, quận của Hà Sơn cũng đã được công nhận là quận xanh. Tất cả 4 phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu có một phường là phường Hòa Khánh Bắc, không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Cẩm Lệ có 3 phường là phường Khuê Trung, Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Huyện Hòa Vang có 9 xã là xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhân, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại toàn thành phố có 36 xã phường trên 7 quận huyện 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa.